Alo, tôi nghe. Anh Đại hả? Dạ, xuống nhận hàng anh ơi. Dạ. À, anh có hàng nè. Dạ. Với tôi hết nhiêu anh? À, trước khi anh ký nhận giùm tôi cái. Anh Đại ơi, em về rồi nè. Anh Đại. Gần đây anh Đại anh uống nhiều rượu lắm, nhưng là do công việc của anh có vấn đề, nhưng mà tôi cũng không thể nào tưởng tượng được anh ấy lại do tôi bất cẩn nên bị ngã. Anh Đại anh thích đọc sách lắm, nhất là sách về lịch sử. Đấy Nhi, tôi không thể cho nó biết chuyện của ba nó được. Nhi là con của vợ chồng tôi. Tôi cho anh hai tôi đi đón nó rồi. Đại á, tuy là nó ít nói, nóng tính, nhưng mà thật sự nó là con người tình cảm. Nó yêu thương chăm sóc cho gia đình mình dữ lắm. Anh Đại là một người ít nói, nóng tính, nhưng mà anh sống tình cảm lắm. Vậy lần cuối cùng anh gặp anh Đại là khi nào? Tối hôm qua là bé Nhi muốn qua nhà tôi chơi. Rồi tôi đến đây nè, tôi đón hai mẹ con bé Nhi luôn. Tối qua bé Nhi muốn qua nhà cậu hai chơi, cho nên tôi nói anh Đại là tôi ngủ ở nhà anh hai tôi luôn. Bé Nhi nó quý tôi dữ lắm. Trước khi đi là tôi có xin phép thằng Đại cho mẹ con Tâm là qua nhà tôi ngủ. Sáng nay tôi đưa bé Nhi đi học, còn con Tâm lại đi làm. Lúc nãy tôi vừa nghe tin dữ đó, là tôi đi từ trường tôi chở bé Nhi chạy thẳng về đây luôn. Cậu hai ơi, cậu hai xuất dầu cho con đi, ba Đại đánh con đau. À, cán bộ, để em chút. Bé Nhi, con nghe lời cậu hai, con ngồi đây đi, để cậu hai nói chuyện với chú công an nha. Cậu hai nói chuyện xong cậu hai xuất dầu cho con nha. Dạ. Thì sáng nay anh hai tôi đưa Bé Nhi đi học, còn tôi thì đi làm luôn. Từ trưa nay về thì lúc sáng bé Nhi nó đi học, rồi cô giáo cũng có nói là bạn lỡ tay xô té nên nó hay bầm người gì thôi, chứ nó cũng có chuyện gì đâu. Nạn nhân là Trần Hoàng Đại, 33 tuổi, làm nghề kinh doanh giày dép. Nguyên nhân tử vong là ngạt đường hô hấp, thời gian tử vong chưa thể xác định chính xác được.
vì nạn nhân thường có thói quen bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp. Tôi đã làm việc trực tiếp với nhân chứng cuối cùng gặp nạn nhân là anh Thành Khoa, shipper giao hàng sáng nay. Thì chúng ta có thể khẳng định được là nạn nhân tử vong sau 8 giờ sáng. Cái điện thoại này được mở khóa bằng dấu vân tay, là ngón tay cái bên phải của anh Đại. Vậy thì có thể xác minh được anh Đại là người đặt hàng và nhận được quyển sách. Tôi được biết là anh Đại gần đây mắc một khoản nợ 300 triệu và thường xuyên uống rượu để giải sầu. Trong tử thi của bị hại cũng xác định được là có nồng độ cồn khá cao. Vậy thì có thể là ly rượu còn để lại ở hiện trường. Với tất cả những gì mà chúng ta thu thập được thì anh Đại tự tìm đến cái chết sao? Tôi có một giả thuyết khác. Với một khoản nợ 300 triệu thì không quá lớn so với ngôi nhà mà anh Đại đang đứng tên. Và khoản nợ đó không phải là lý do chính đáng để anh ta tự tử. Và nếu như đã quyết định tự tử thì tại sao nạn nhân phải đặt mua một quyển sách? Để làm gì? Tôi cũng đã đối chiếu với thông tin từ nhà cung cấp cuốn sách, thì được biết anh Đại đặt vào lúc 5 giờ sáng và giao nhanh trong vòng 3 tiếng. Có nghĩa là anh ta muốn đọc nó để rồi... Vậy thì các đồng chí hãy thử quan sát. Đây là cuốn sách mà anh Đại đặt vào lúc 5 giờ sáng và nhận vào lúc 8 giờ sáng. Còn đây là quyển sách mà tôi tìm thấy tại kệ sách của nhà nạn nhân. Hai quyển sách này hoàn toàn giống nhau. Và tôi còn có một giả thuyết khác. Tâm và bé Hoàng Nhi đều có những vết bầm trên cơ thể, rất có khả năng là do anh Đại gây ra. Và lời khai của Tâm và Thiên, cậu hai của bé Hoàng Nhi, cũng khá giống nhau. Tôi nhận thấy là dường như họ đang có điều gì che giấu chúng ta. Tâm và Thiên thì có thể nói dối, nhưng bé Nhi thì không. Hôm nay bé Nhi học có ngoan không? Dạ ngoan, con được 9 điểm môn âm nhạc luôn đó cậu hai. Wow, 9 điểm luôn hả? Dạ. Ôi, giỏi quá ta. Vậy hôm nay con muốn ăn gì á, cậu hai sẽ dẫn con đi ăn luôn. Nhưng mà sao hôm nay má Tâm cũng đón con? À, tại vì hôm nay á, ba Đại là dẫn má Tâm con đi chơi rồi. Thôi, không được đâu, ba Đại đánh con, ba Đại đánh má Tâm, ba Đại không thương con với má Tâm đâu. Đâu có đâu, tại ba Đại biết mình sai đó, nên dẫn má Tâm con đi chơi, bởi vì chuộc lỗi cho má đó. Nhưng mà ba Đại cũng có lỗi với con, sao không dẫn đi? Ờ, thì hôm nay con đi học mà, có gì... Ê, bây giờ cô chú! Anh theo tôi ra đây. Khi nào của con còn đau không? Dạ, con còn. Cán bộ, bé Nhi á, nó chưa biết chuyện của bà nó. Thật sự thằng Đại không phải là cha ruột của bé Nhi. Con Tâm á, vì ba của con Nhi ruồng bỏ lúc mà nó đang mang thai bé Nhi, và rồi thằng Đại đã bên cuộc đời của nó. Lúc đó bé Nhi cũng 3 tháng tuổi rồi. Ban đầu á, thằng Đại nó yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho con Tâm. Rồi thời gian trôi đi, lòng người nó cũng thay đổi. Nè, bây giờ con nói cho cô nghe nha. Ngày hôm qua có chuyện gì hả? Dạ, ba Đại của con đánh con nhiều lắm. Tối hôm qua cũng vậy. Má Tâm con đỡ đầu cho con, kêu con vô phòng ngủ đi. Mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Hả? Ba Đại ơi, đừng đánh mẹ Má Tâm nữa. Mày cao mày, mày biết gì tao đánh cho nó chết luôn mày. Biết rồi, tao nói cho mày biết nha. Ở trong nhà là mày không có rồi đi. Mày buông tôi ra. Hai mẹ con mày tính giết chết cho hả? Hả? Chết thì giết hả mày? Mày hả? Mày hả mày? Con ơi! Con phòng đi con! Con phòng đóng cửa lại đi con! Rồi á, lúc con ngủ thiếp đi á, má Tâm như con rút dậy, dọn cặp rồi qua nhà cậu hai ngủ. Sáng đưa con đi học. Lúc con ra, con thấy cậu hai á đang đợi con ở ngoài. Rồi cậu hai đưa con với lại má Tâm á đi qua nhà ngủ. Vậy là cả đêm qua con ngủ bên nhà cậu hai? Dạ, sáng lúc dậy má Tâm với lại cậu hai nấu đồ ăn cho con ăn, rồi má Tâm con đi làm, cậu hai chở con đi học, rồi kia chở con đi về. Thôi cậu uống nữa đi. Dạ.
Rõ ràng, nếu lời khai của Thiên là đúng sự thật, thì bên pháp chứng chỉ việc chứng minh Hoàng Đại bị sát hại, thì chúng ta có thể căn cứ vào đó để nhận định Tâm là người có động cơ gây án lớn nhất. Nhưng mà đồng nghiệp của Tâm thì xác nhận là cô ta luôn có mặt suốt ở công ty. Vậy còn Thiên thì sao? Từ 8 đến 10 giờ sáng thì anh ta có ra quán cà phê gần nhà với bạn bè, có khoảng hơn 10 người có thể làm chứng cho anh ta. Báo cáo đội trưởng, chúng ta có thông tin mới. Anh Chí ngồi đi. Có hai vết rạn khác nhau trên cổ tử thi, vết rạn treo và vết rạn siết cổ. Không trùng khớp. Có nghĩa là Đại đã bị siết cổ cho đến chết, rồi sau đó bị treo sát lên. Lực siết rất mạnh. Một người cao to khỏe mạnh như Đại, để siết được cổ anh ta thì hung thủ phải là nam giới. Vậy thì có thể là Thiên. Nhưng mà anh ta có bằng chứng ngoại phạm vào sáng qua mà. Nhưng mà chúng ta cũng chưa thể xác định thời gian tử vong, bởi vì nhiệt độ trong phòng quá lạnh. Vậy thì ai là người đã đọc cuốn sách này và ai là người đã ký nhận? Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với lời kể của nhân chứng Thành Khoa, người giao hàng sáng qua. Lúc này dịch lắm á, ổng đeo khẩu trang là em bắt ổng đeo khẩu trang rồi đó. Đeo khẩu trang tức là người giao hàng không thể nhận dạng được người nhận hàng là ai. À, ổng cao lắm. Cao to thì đương nhiên không phải là Đại mà là Thiên. Nhưng mà vấn đề là làm sao Thiên có thể sử dụng được điện thoại của Đại rồi đặt hàng vào lúc 5 giờ sáng. Vậy làm cách nào chúng ta phá được mật khẩu điện thoại của nạn nhân? Chúng ta xin lệnh của cấp trên, rà dấu vân tay từ tay của Đại. Vậy thì Thiên cũng có thể dễ dàng mở được điện thoại của nạn nhân sau khi Đại đã chết. Có hai vết rạn trên cổ của nạn nhân, một là vết siết và hai là vết treo, và cũng khá là khó phân biệt. Thì khả năng cao rất có thể nạn nhân bị hai người treo sát lên sau khi bị siết cổ cho đến chết ngay tại phòng đọc sách của mình. Đúng vậy. Mọi hành động của họ đều làm lúc bé Di đang ngủ trong phòng của bé. Đúng là bé đã bị đánh thức vào lúc nửa đêm, nhưng không hề bước vào phòng đọc sách của Đại. Và sáng hôm sau, nhân lúc bé Nhi ngủ cùng chị Tâm tại phòng của Thiên, thì Thiên đã quay trở lại hiện trường phá mật khẩu điện thoại của Đại sau khi Đại đã chết. Rồi anh ta quay trở lại nhà của mình để đón bé Hoàng Nhi đi học. Rồi sau đó, anh ta quay trở lại hiện trường một lần nữa trước 8 giờ sáng để nhận quyển sách này, giả làm Đại, nhằm đánh lừa chúng ta về thời gian gây án. Tôi nghe đây. Rồi, tôi biết rồi, tôi đến nghe. Xin lỗi cán bộ, tất cả những chuyện này là do một tay tôi làm. Lúc sáng hai cán bộ tìm đến tôi và bé Nhi là tôi biết mình không thể nào thoát tội được nữa. Nhưng mà thằng Đại đáng chết. Tao giết mày rồi. Mày hả? Chết đi. Anh hai, anh hai. Con Tâm á, nó chỉ phạm tội đồng lõa thôi. Có gì cán bộ xem xét khoan hồng cho nó, còn lo cho bé Nhi nữa. Xin cảm ơn cán bộ. Bây giờ chúng ta có thể mời chị Tâm lên lấy lời khai, rồi khép hồ sơ vụ án được rồi đó. Yên tâm đi, pháp luật sẽ khoan hồng cho chị Tâm thôi. Dù gì thì chị ấy cũng mắc vào tội đồng lõa tạo dựng hiện trường giả để gây án. Vẫn còn nhiều tình tiết để giảm nhẹ tội nữa mà. Em sẽ liên lạc với hội phụ nữ địa phương để xin thêm ý kiến ủng hộ. Mời vào. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong thi thể của Đại có một chất. Chất này là... chất này làm nồng độ cồn tăng lên khá cao. Và chất này cũng không tìm thấy trong ly rượu mà chúng ta tìm thấy tại hiện trường. Thảo nào chúng ta không tìm thấy chai rượu tại hiện trường. Đồng chí ở yên đây. Bé
Nhi đi học rồi. Mời cảnh báo uống nước. Anh Thiên đã nhận tội. Pháp luật luôn công bằng, trắng đen rõ ràng. Dù gì thì anh Thiên chỉ vướng vào tội đồng lõa tạo dựng hiện trường giả. Còn chị mới là người để phải pháp luật phân xử về hành động tội ác của mình. Chúng tôi thấu hiểu động cơ gây án của chị. Tuy nhiên, hãy công bằng với anh Thiên. Từ khi pháp y xác minh có chất trong cơ thể của anh Đại, chúng tôi tin chắc đó là chủ ý của chị. Và để thực hiện hành vi này, chị đã lên kế hoạch từ trước. Không chấp nhận chuyện anh Đại hành hạ mình, và nhất là con riêng của mình, chị đã hành động. Bây giờ tao phải uống rượu mạnh cho nó mạnh hơn bia. Tao lấy Đại chai này đi. Khi đã ngâm thuốc thì việc chị sát hại anh Đại sẽ rất dễ dàng. Và rồi chị đã gọi anh Thiên đến. Anh hai quan liền với em nha anh hai. Em không muốn nói với mẹ Nhi đâu. Để anh hai giải quyết. Mọi kế hoạch về sau, anh Thiên đã chủ động thực hiện để giải thoát tội lỗi cho chị. Tâm, em bình tĩnh lại. Nghe anh hai nói nè. Tất cả những chuyện này á, để anh hai nhận tội cho. Em phải ở ngoài, em lo cho bé Nhi nữa. Em hiểu không? Anh hai có một mình nè, để anh hai nhận tội. Anh hai đi tù vài năm mà, rồi về đoàn tụ với gia đình mình. Nghe chưa? Em nợ anh hai nhiều quá. Pháp luật sẽ khoan hồng cho chị. Rồi chị sẽ sớm được quay trở về làm mẹ của bé Hoàng Nhi. Một người mẹ đã trả giá cho hành động tội lỗi của mình. Và là một người mẹ sẽ được xã hội chấp nhận.